Thưa quý vị, Thanh tra Chính phủ vừa chính thức công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện đang gây ồn ào dư luận thời gian qua. Đoàn thanh tra sẽ tiến hành kiểm tra xác minh việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện thời điểm ngày 20 tháng 3 năm 2019, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua. Thời hạn kiểm tra là 35 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không kể ngày nghỉ, ngày lễ. Trước đó, theo phản ánh của báo chí, Bộ Công Thương cho biết mức giá điện mới từ ngày 20 tháng 3 chỉ tăng 8,36%, thế nhưng hóa đơn tiền điện của nhiều hộ dân lại có mức tăng gấp rưỡi, gấp đôi so với các tháng trước.